thì bằng cách nào anh vừa có thể lãnh đạo hàng nghìn người, lại anh vừa có một tấm lòng bác ái đáng trân quý như vậy? Phải chăng anh có một hậu thuẫn rất lớn? Vậy phải chăng anh có một trí thông minh trời phú? Cũng không phải đâu em. À, nếu vậy thì em nghĩ là anh có rất 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 nhiều sự may mắn đến với anh đúng không? Thực sự không phải đâu. Vậy bằng cách nào thì anh có thể thành công được như ngày hôm nay? Để được thành công như ngày hôm nay, thật sự thì cuộc đời tôi đã từng...
giữ gìn nó